lại lấy ca nước cho lại ăn. Đó, đó. Lại lấy ca nước xong có đi không là hằng. Xách cái đít lại đây. Chứ lại bỏ cái đít đảng bà. Lấy gì ngồi. Cắt cái đít ra. Cắt gà xào chưa cải hả? Ghê chưa? Cái phong câu đi làm cái gì? Gà trường gà chưa cải rồi, đốt phong câu cái gì? Hương thẳng bước vô trong nhà tắm á. Thấy cái cài tóc của Diệu lên cơ Hương. Quá trời rồi, nó gạo gọi đầu á, cái ba cái tóc con á, quá trời rồi. Đuổi. Gì vậy chế? Lực cái gì trời. Ê, bà nhỏ người á mà nó đi tới đâu rồi. Nguyên thùng đổ nước đi. Cái gì chị mấy anh? Bữa nay bà ấy với mấy cái chê ta nguyên thùng đổ. Nay lên bộ bà ba ống rộng nha các chị ơi, bộ bà ba bông ống rộng nút thắt nha, quá đẹp luôn à. Này là tới 4 giờ xuống nè. Đúng rồi, đơn này ngày mai em mới chốt nha mấy chị, hôm nay chắc chốt không kịp quá. Hôm nay em tranh thủ em like tới chiều cho mấy chị luôn á. Đây rồi ngày mai chốt đơn, sáng mai gọi chốt đơn. Chiều nay không có chốt. Rồi lên xuất sắc. Dạ 140.000 một bộ chị. Bộ bà ba ống rộng nha các chị, ống rộng nút thắt nha. Rất là đẹp luôn. Hôm nay em đã có lại cái chất liệu vải này cho các chị rồi, thun lỗ nha mấy chị. Bông mới. Co giãn 4 chiều giúp em luôn nha, rất là đẹp. Size 1 vẫn là 50kg ha, size 2 là 55-56kg, size 3 là 60-61kg, size 2 là size 4 là cho cái chị 65-66kg, size 5 là 70-71kg và size 6 là cho cái chị 75-76kg. Trở lại các chị đẹp nha, em mặc vừa. Bộ em đang mặc là có luôn cho các chị bộ tới size số 6 nha, từ size 1 đến size 6. Rất là đẹp luôn nha các chị, quần ống rộng nha. Ví dụ như chị nào mà không thích quần ống rộng thì cái chị về cái chị có thể vuốt thành quần ống suông cũng được, nhưng mà tại vì bà ba thì em thấy lên ống rộng nó sẽ thướt tha và nó đẹp hơn nha mấy chế ơi. Rất là đẹp luôn. 140.000 một bộ. Lên giúp em bộ này là bộ nhí, lên giúp em mã này là mã hoa nhí ạ. Hoa nhí kèm size giúp em nha các chị. Áo này về thì các chị thích mặc với quần đen thì các chị mặc với quần đen cũng được nha. Đó, còn không thì các chị mặc nguyên bộ như thế này. Lên giúp em mã hoa nhí thì các chị hoa nhí. 140.000 một bộ. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi chốt giúp giùm em nha. Lên giúp giùm em mã này là mã hoa nhí các chị, hoa nhí. Bữa nay về bông đẹp không à các chị? Đợt này em về cái lô vải mới bông đẹp đẹp không à. Lên giúp em mã này là mã xanh đen. Em đang mặc là hoa nhí, lên giúp em mã này là mã xanh đen. Chị mua thêm một tủ mới để trưng bày đồ shop em rồi, em cảm ơn chế Tuấn Nguyễn. Đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi, lên giúp em mã này nha. Cái này các chị mang đôi dép cao lên tí xíu giúp em là rất đẹp nha các chị. Ví dụ như mình không mang dép được dép cao thì mình mang lên ít nhất cũng phải là 3 phân hoặc là 5 phân giúp em ha. Đó, mình mua cái đế xuồng bự vậy nè mình mang lên, rất đẹp luôn á, cái dáng rất là đẹp. Tại vì nữ á, là các chị á, là phải mang cái đôi dép cao một tí xíu nó mới ra dáng nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh đen nha. Hoa bông đực này đẹp đẹp không à. Chốt em mã xanh đen các chị, xanh đen. Form này size 1 là 50kg nha cả nhà. Size 1 là 50-51kg trở lại thôi nha. Tùy chiều cao, khách mới mà chưa biết size thì vui lòng cho em cân nặng và chiều cao. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hoa vàng. Em đang mặc là hoa nhí, còn cái này là hoa vàng giúp em. Cái này là hoa vàng nha. Chị nào thích màu sáng thì lấy cái này. Áo thì về cái chị có thể tách ra, cái chị mặc với quần đen cũng được. Đồ bà ba bông lâu lắm rồi mới có hàng, quá đẹp luôn. Rồi lên giúp em cái này là nhí trắng. Lên giúp em mã này là mã nhí trắng các chị, nhí trắng nền xanh đen ha, lên hoa nhí với hoa màu cam vậy nè.
Lên giúp em mã này là mã nhí trắng à. Nhí trắng hoa vàng size số 5 cho chế Thảo Lan. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí trắng đi các chị, nhí trắng. Cho em nhí trắng nha, nhí trắng. Ôi ôi. Lên giúp em mã này là mã nâu hả? Nâu đi ha. Nâu đi chứ. Rồi lên giúp em mã này là mã nâu đi các chị. Mã nâu. Cho em mã nâu nha họ. Cái bộ này đẹp quá à. Cái bộ này rất đẹp luôn. Lên giúp em mã này là mã nâu nha cả nhà. Mã nâu. Chất rất là đẹp nha cả nhà. Giải này thì mặc là quá ok là bông lên đẹp lắm. Nâu size số 2 cho chế Thi Trần. Đẹp nữa rồi, đỏ. Lên giúp em mã này mã đỏ. Chớ em mã này là mã đỏ nha. Mã đỏ à. Chớ em mã đỏ các chị. Lên giúp em mã đỏ. Lên giúp em mã này là mã lam đi các chị đẹp nhà em. Nó giống như màu xanh lam của mình vậy đó nha. Sơn thủy thì lên giúp em mã sơn thủy. Chốt em mã sơn thủy, em đang mặc size 1 chị. Em là 1m58, em nặng 50kg nè. Em đang mặc size số 1. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sơn thủy nha. Đẹp quá đẹp. Chốt em mã sơn thủy. Chốt em sơn thủy. Cái này lên giúp em mã nhí đỏ. Nhí cam hả? Nhí cam đi cả nhà, nhí cam đi. Cái này là cái nền nó như đỏ đô vậy đó cả nhà. Nền nó như đỏ đô vậy đó. Hay là lên mã đỏ đô. Đỏ đô luôn đi các chị. Lên mã đỏ đô giúp em luôn. Nó nhí nhí vậy nè à. Lên giúp em mã đỏ đô à. Sơn thủy size số 5 cho chị Thảo Lan. Lên giúp em mã này là mã đỏ đô nha cả nhà. Đỏ đô à. Chớ em đỏ đô. Rồi cái này các chị lên giúp giùm em là xanh ngọc. Chớ em mã này mã xanh ngọc. Chớ em xanh ngọc nha. Hoa vàng xe số 3 chốt cho chị Phạm Hằng. Không, áo lẻ hôm nay em không có hàng, chưa có về hàng chị. Hôm nay không có lên áo bà ba lẻ. Em lên áo bà, em lên bộ nha. Hoa nhí xe số 6. Hoa nhí xe số 6 là bộ em đang mặc. Ok, chốt cho chế Nga Thái. Đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà ơi. Cái bộ này mặc lên cái dáng nó đẹp á. Lên giúp em mã này là mã xanh ngọc cả nhà. Xanh ngọc. Xanh ngọc 6 cho chế Nga Thái luôn. Đồ 6 mảnh em hết hàng rồi chế ơi. Đồ 6 mảnh chắc hoa đồ 6 mảnh bông là em hết rồi. Hiện tại em còn được vài bộ 6 mảnh màu thôi. 6 mảnh bông thì em chuẩn bị em về chứ chưa có nha. Ok, xanh ngọc 6 cho chế Nga Thái luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da. Chế em mã này là mã da nha. Đen lên họa tiết da mà. Lên giúp em mã này là mã da. Chớ em mã da. Xanh ngọc size số 5 cho chị Tiết Cơ. 1m52 65kg size 5 nha chế, size 5 nha. Về có dài thì chế lên like giùm em nha. Đỏ đô 75kg size 6 cho chế Nguyễn Thị Nga. Bộ em đang mặc là bộ hoa nhí nha chị Phạm Hằng. Chị chốt thì lên giúp em là hoa nhí 3 chứ đừng chốt bộ em đang mặc. Hoa nhí 3 cho chế Tuấn Nguyễn. Da 6 cho chế Bourbon, da 5 cho chế Thảo Lan. Đẹp lắm nha cả nhà ơi. Giải này em bị đứt hàng lâu lắm rồi, bữa nay mới có bông mới về cho mấy chị đó. Lên giúp em mã này mã họa tiết cả nha. Vải phun lỗ lỗ giống như hôm trước em mai cho mấy chị đó. Lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết ạ. Lên giúp em mã họa tiết cả nhà, rất là đẹp luôn. Xanh ngọc lên mã kia rồi dạ. Lên giúp em mã họa tiết nha, họa tiết. Quá đẹp luôn. Chốt em mã này mã họa tiết. Bên em là mai dễ thun không hả chị? Em là mai dễ thun hết, dễ thun đó chị mới cầm cổ được. Rồi lên giúp em mã này là mã họa tiết nha. Em lên lại cho các chị nha, tổng cộng em có 11 bông hay sao á. Chốt em mã họa tiết. Mã này lên giúp giùm em là mã da. Chốt em mã da. Vải này đẹp lắm đó nha. Vải này mặt mát. Chị Phạm Hằng hoa nhí size số 3. Bộ vàng của bộ bông vàng của chị Phạm Hằng xả ra giùm em đi chị Hương. Họa tiết size số 3 em chốt cho chị Nguyễn Thu Thủy. Khách mới vui lòng chơi em, cân nặng chiều cao rồi lấy size nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da nha mấy chị đẹp nè em nè, mã da.
gia 5 cái trái bơ bon, gia 6 cái chị bơ bon xả ra cho chị. Chị bơ bon bị lộn đúng không? Vậy là bơ 6 xả ra, bơ cái gì, gia nào, gia 6 là xả ra đúng không chị? Size 5 bộ này là 70kg trở lại nha. Các chị lưu ý cái em phơm này nó không có bự đâu nha, cái chị phơm này là phơm bình thường nha, chất phải thun nha chị ơi. Gia 5 là cái. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh ngọc và hoa nhí size số 1, em chốt cho chế phút hơi tròn. Em đang mặc cho các chị là bộ bà ba ống rộng nha các chị. Bộ bà ba bông ống rộng, nút thắt rất là đẹp luôn. Em đang mặc là mã hoa nhí. Rồi mã này lên giúp em mã xanh ngọc ạ. Chốt em mã xanh ngọc. 140.000 một bộ cả nhà. Quần ống rộng giúp em. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ đô. Chị nào thích nhí nhí cái này đẹp lắm mấy chị. Đỏ đô ha, lên giúp em mã đỏ đô. Đỏ đô kèm tay giúp em, đỏ đô. Rồi lên giúp em cái này là sơn thủy. Chốt em mã sơn thủy, đẹp quá. Sơn thủy. Em chào chị Thảo Ngọc. Lên giúp em mã này là mã sơn thủy nha các chị, chốt em sơn thủy. Rồi mã đỏ. Cái này về các chị thích mặc với quần đen thì các chị mặc, các chị thích nguyên bộ thì các chị mặc nguyên bộ. Lên giúp em mã này là mã đỏ nha các chị, mã đỏ. Chốt em mã đỏ. Mã nâu. Sơn thủy kèm size giúp em đi chế Lê Hằng ơi. Sơn thủy 1 chốt cho chế Phúc Huy Trần. Rồi. Ủa, thường mình mặc áo bà ba size nào chứ ơi? Chị Tiết Cơ mặc size số 4 hả? Chị mặc áo bà ba bông hay bà ba màu chị? Nếu như mà các chị đã biết size của mình rồi thì lên size giùm em luôn đi, em khỏi canh size lại nữa mấy chị. Còn không thì lên, nếu đã lên cân nặng chiều cao rồi thì em lên. Nếu mà có không đúng thì các chị nhớ nói liền giúp em. Mấy chế nhà em chốt một hơi có tùm lum hết. Của chị Tiết Cơ xanh ngọc size số 4 gút biêu luôn đi chị. Size số 5 chứ lộn. Mấy chị ơi, mấy chị đã biết cái size của mình rồi thì lên size giùm em luôn đi mấy chị. Size này là size bình thường á. Còn nếu không thì vui lòng á, là ví dụ như á, cái form này á là về mấy chị. Gút ra đi chị, gút biêu đi. 1m52-65kg, nếu như mà chị gọn người thì chị lấy size 4, còn không thì lên size 5 giùm em. Còn nếu chị mặc size 4 vừa thì lên giúp em luôn, kèm size giùm em, không có size em không có chốt nha. Hoa nhí size số 2 cho chế Thi Trần. Chị Nguyễn Thị Nga 75kg, mình cao bao nhiêu vậy chị? Đỏ đô 75kg, hồi nãy giờ em lấy cho chị rồi, sao chị cứ bình luận hoài vậy? Ba lần rồi đó. Bỏ cái biêu giùm em luôn đi chế. Chị Nguyễn Thị Nga hả? Em đọc mấy chế không nghe hay là sao mấy chế, hay là mấy chế nghe mấy chế không hiểu? Cái nào mà mình đã bình luận rồi, em đã đọc tên của mình rồi, có nghĩa là có rồi thì vui lòng đừng bình luận lại nữa giúp giùm em. Cái mã nào đã bỏ qua, đã bình luận ok rồi thì bỏ qua giùm em, đừng có lặp lại nữa ha. Và đừng có bình luận lại lần 2, lần 3. Em quên là em lấy 2-3 bộ rồi xuống dưới mà lỡ mà có sơ sót cái gì mấy bạn chốt đơn không để ý, bắt đầu gửi cho các chị 2-3 bộ một lượt luôn đó. Rồi, thứ nhất, thứ hai là khách nào mặc size nào thì vui lòng chốt luôn giúp giùm em cái size đó đi, khỏi lên cân nặng chiều cao nữa. Nha. Nâu 1 cho chế Phúc Huy Trần, sơn thủy size số 3 cho chế Lê Hằng. Xanh ngọc 5 cho chị Hồ Hạnh. Xanh ngọc 4 em chốt cho chế Hồ Hạnh. Chị Hồ Hạnh mặc size số 5 vừa hả? Cân nặng chiều cao của chị thì chị mặc size số 4 là vừa. Đó. Là chị chốt lên size số 5. Còn chị Tiết Cơ á, thì cân nặng chiều cao em canh size số 5 thì đòi mặc size số 4. Rồi ok, bây giờ mấy chế chốt size nào em sẽ lấy cho cái chế size đó nha. Ok không? Cái chị đẹp nhà em ok không? Bây giờ mấy chị chốt cái size nào em sẽ lấy cho cái chị cái size đó, hay là cái chị theo là tư vấn của em. Rồi ok, chị Nguyễn Thị Nga 1m55-75kg là chuẩn size số 7, size số 6 chứ. 48kg mặc size số 1 nha chị Hồng Hạnh. 48kg cho em chiều cao đi chị. Cuối cùng là chị Hồ Hạnh lấy size mấy? Size 4 hay size 5? Rồi cuối cùng là chị Hồ Hạnh muốn chốt size 4 hay là size 5? Nếu mà mình lớn tuổi, 65kg lớn tuổi rồi không bận size 4 được. Rồi ok, vậy là size 5. Lớn tuổi là không lấy xe 4 mà lấy lên xe 5.
Rồi để em nói thẳng vô luôn là khách mặc size số 5 không mặc size số 4. Này là của chị Hồ Hạnh đó ha. Dạ đúng rồi chứ. Nó quậy cái gì không thôi. Con Ngọc này mà chứ. Không dặn lại nãy giờ là nó bò tập lưng ở dưới nhà nhà hứa. Hồ Hạnh khác rồi, có chị kia là Hồng Hạnh hay gì đó. Chị kia là Hồng Hạnh, Hồ Hạnh. Rồi chị Tuyết Cơ mặc size số 4 vừa thì lên lại giúp em bình luận đi chị. Sao Ngọc size số 4 giúp em luôn nha chị Tuyết Cơ. Để thôi em lấy về mấy chị mặc cho mắt công không vừa mấy chị để đổ thừa em nữa. Còn phơm này thì em mặc là em thấy phơm bình thường đó. Em là 1m58, em nặng 50kg là em mặc size số 1 nha. Size số 1 thì eo vẫn là 71, 72 trở lại. Rồi cái chị cứ lấy theo size của mấy chị đi ha. Size này là size bình thường, không có lớn nhỏ gì hết. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã nâu. Chốt em mã nâu nha, mã nâu. Chị nào lớn tuổi thì mình lên size à, giống như là của chị Hồ Hạnh vậy đó. Của cô Hồ Hạnh vậy nè. Lớn tuổi rồi là mình cứ lên size mình mặc cho chắc ăn. Rồi lên giúp dìm này, em thà nó rộng rãi một tí xíu, mình nhấn ben vô nó dễ mấy chị. Chật là chắc chắn phải đổi nha, tại không có nới ra được. Lên giúp em mã này là mã nhí trắng nâu ba, em chốt cho chị Trúc Nguyễn. Em đang mặc là mã hoa nhí nha chị ơi. Đây mã hoa nhí nha, em đang mặc là mã hoa nhí. Bộ này là bộ bà ba nút thắt ống trậu giúp em. Quần thì có hai túi hai bên, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã hoa nhí. Rồi mã này là lên giúp em là mã nhí trắng. Nhí trắng là cái nền xanh đen lên cái bông này nè. Em lên cho các chị dễ chốt á. Em lên thêm cái mã này cho các chị dễ chốt chứ không có gì hết nha. Rồi lên giúp giùm em. Còn họa tiết thì các chị nhìn ở trên live giùm em. Chứ không phải là em đọc cái nhí trắng là bắt buộc cái bông nó phải màu trắng nha. Tại vì cái này nó trắng cam nó lộn xộn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng. Phải là cái này mình lên hoa vàng hay bông vàng chứ? Hoa vàng. Hoa vàng lên giúp em mã này là mã hoa vàng. Hoa vàng, chị nào thích màu sáng thì lấy cái này. Hoa vàng lên giúp em mã hoa vàng. Nhí trắng size số 1 cho chế Phúc Huy Tròn, nâu 5 cho chế Hồ Hạnh. Mã hoa nhí size số 3 cho chế Hình Cụng. Phơm này là phơm bình thường nha các chị ơi, không lớn không nhỏ nha. Với lại là chất vải thì có co giãn 4 chiều đó. Nên là các chị đẹp nhà em á, là cứ lấy size bình thường nha. Bà ba bông ở bên em á, tại vì bà ba thật ra là nó cũng có nhiều phơm lắm mấy chị. Nó có khi là phơm nhỏ, có khi là phơm bự đó. Nên là cái bộ này thì em nhắc lại một lần nữa. Size số 1 là 50-51kg mặc dừa. Size 2 là 55-56kg, size 3 là 60-61, size 4 là 65-66, size 5 là 70-71kg và size 6 là cho các chị 75-76kg. Tùy chiều cao, khách mới chưa canh được size thì cho em cân nặng chiều cao, còn khách cũ mặc size nào mình chốt size đó. Rồi ok chưa? Hoa vàng size số 1 chốt cho chiếc Phúc Huy Trần, hoa nhí em đang mặc size số 4 chốt cho chế Thu Thủy. Lên với em mã này mã hoa vàng các chị, hoa vàng. Mỗi một size nó sẽ cách nhau 5 kg các chị. Rồi chốt em mã này là mã xanh đen cả nhà mình ơi. Hoa vàng size số 3 em chốt cho chế Thu Thủy. Áo này về các chị có thể tất ra, các chị mặc với quần đen giúp em cũng ok nha cả nhà. Còn mình mặc nguyên, mình thích mặc nguyên bộ thì mình mặc nguyên bộ, còn không thì mình tất ra mình mặc với áo quần đen hay là quần màu gì đó cũng được. Lên giúp em mã này mã xanh đen các chị. Chốt em xanh đen. Rồi em mặc lại từng bông cho các chị xem nha. Chị Bo Vũ lên cân nặng thì lên luôn giúp em cái chiều cao đi chị. Ngày 17 tháng 3 nhầm số. Còn chị là khách cũ ở bên em rồi đó. Bình thường mình mặc size nào thì mình chốt size đó, còn không thì lên cân nặng kèm chiều cao giúp em mới tư vấn size được. Không có chiều cao không biết cần tư vấn. Xanh Ngọc size số 4 em chốt cho chế Tuyết Cơ, 1m55-61kg. Gọn người thì lấy size số 3, còn nếu mà tròn người có bụng nhiều eo to thì lấy lên size số 4. Rồi mã này lên giúp em mã xanh đen nha cả nhà. Bộ em đang cầm cho các chị là mã xanh đen, còn em đang mặc là mã bông nhí à. Rồi tổng cộng em có 10 hay là 11 bông gì đó mấy chị. Thôi rồi chị, đầu tóc bắt đầu là nó bù xù tới nay. Phơm quần này là các chị đẹp nhà em là 1m6 mấy là mặc thoải mái luôn nha mấy chị ơi. Phơm quần đợt này em mang dài ha, chị mang dép cao lên, dáng rất là đẹp luôn, dáng cao đẹp lắm như người mẫu luôn.
Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh đen các chị, chốt em mã xanh đen. Bộ em đang mặc là mã bông nhí, chị Bo Vũ lấy thì lên giúp em bông nhí 4, đừng chốt bộ em đang mặc. Nha, tới lúc mấy bạn chốt đơn không biết bộ đang mặc là cái bộ gì. Không có ấy được. Nha, lên mã đồ giúp em đi ạ. Mình lấy mình lên bông nhí giúp em đi chị, bông nhí 4 nha. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã xanh đen, chốt em mã xanh đen. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trên line nữa mấy chị. Bông nhí size số 5 cho chị Cao Thị Huyền. Ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trên line nữa đó. Cái bông cái vải này nó vậy đó, cái vải này lên trên line nó không có nổi đâu mấy chị. Bộ này quá đẹp luôn, xanh đen nè, mấy cô mà thích mấy cái màu sang sang lấy mấy cái này nè. Quá chừng đẹp luôn. Cái bông này ở ngoài là nó chìm nha. Ở trên live là mình chỉ thấy những cái bông này nổi lên thôi đúng không? Còn ở ngoài là thấy thêm cái bông này nữa, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này là mã xanh đen cả nhà. Giúp em mã xanh đen. Cái này là may là ta lẻ. Quá đẹp luôn. Xanh đen size số mấy chị Tích Cơ? Chị Tích Cơ bây giờ chốt size nào em lấy cho chị size đó. Nếu mà trường hợp mình lớn tuổi hoặc là mình tròn người hay gì đó thì chị thì lên size nha. Còn thường á là tại vì chị thấp người, nhưng mà em không biết là cái tạ người của chị gọn hay không. Nếu mà gọn thì mình lấy size 4, còn không thì mình lên size 5 giùm em. Xanh đen size số 2 cho chế Hoa Nguyễn. Xanh đen size số 1 cho chế Phúc Huy Trần. Xanh đen size số 4 em chốt cho chế Quỳnh Phụng. Xanh đen 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Thu Trang. Xanh đen size số 2 em chốt cho chế Quỳnh Nguyễn. Xanh đen size số 2 cho chế Thi Trần. Về áo các chị có thể tách ra, các chị mặc chiếc quần quần đen hay là quần màu khác cũng được nha. Còn không thì các chị mặc nguyên bộ. Giải này thì mặc rất là nhẹ nha các chị, nhẹ mát nha. Nói chung là mùa này là em lựa, nói chung bà ba hay là những cái bộ mà tay dài là thường em sẽ lựa cho các chị cái chất vải nó mỏng vừa phải để cho các chị mặc cho nó mát. Xanh đen size số 4 thì chị Tích Cơ. Vậy là cái bộ bông nhí nãy đổi lại cho chị size 4 chị. Chưa. Đổi lại cho chị size 4. Vậy là cái bộ bông nhí hồi nãy em đổi cho chị size 4 luôn luôn đúng không chị Tích Cơ ơi? Bộ bông nhí vẫn giữ nguyên ha chị. 140.000 một bộ nha chị Trần Giàu ơi. Xanh đen size số 2 chốt cho chị Ngọc Kim ạ. Áo rời là nó sẽ là cái họa tiết khác và cái lô khác nha chị ơi. Còn cái này thì em chưa có áo lẻ nha. Tại giải này em mới về lại, nó đứt hàng một thời gian rồi nó mới có bông mới lại nên em mới lấy về cho mấy chị, thì em mới lô ra cái lô này đầu tiên nè. Còn áo và ba lẻ thì em có, nhưng mà cái chất giải von lưới nó khác. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã hoa vàng. Đẹp quá. Hoa vàng này mặc lên là trắng tươi luôn nha. Xanh đen xe số 3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Thắm. Chị Tiết Cơ là xanh ngọc chứ không phải là hoa nhí. Ok, xanh ngọc 4 cho chế Tiết Cơ. Em bấm lại bill luôn rồi đó chế. Xanh đen 4 chốt cho chế Ngọc Kim. Mã hoa nhí cho chị đổi size 3 qua size 4 luôn nhé shop. Rồi ok chế Quỳnh Phụng. Ok chế Quỳnh Phụng. Rồi lên giúp em mã này là mã hoa vàng đi. Cái chị cái bộ này nó đẹp lắm mấy chế. Ở ngoài nó đẹp hơn ở trên like nhiều lắm mấy chế. Ở trên like nhiều khi em like cái mẫu này nè. Thứ nhất là ánh sáng nó bị ảnh hưởng. Nha, ánh sáng nó bị ảnh hưởng. Thứ hai là tùy theo cái đời máy nha. Ví dụ như Samsung các chị thấy em mặc lên cái màu nó có thể khác tí xíu, hoặc là cái Apple hay là iPhone nó lên khác nhau hoàn toàn nha. Ở ngoài là đẹp hơn ở trên live. Cái này là em cam kết với mấy chế luôn á. Lên giúp em mã hoa vàng, đơn của chị Nguyễn Thị Thắm gửi luôn. Dạ ok chế Thắm. Đơn này chiều kịp á thì em sẽ chốt cho các chị là được đơn nào á thì em sẽ chốt đơn đó ha mấy chị. Còn nếu không thì sáng ngày mai bên em sẽ gọi chốt đơn ha. Tại vì hôm nay em like trễ nên nó là, với lại là hôm nay nhân sự của em bị thiếu nữa nên là không có chốt đơn liền cho mấy chị được. Thì ví dụ như đơn nào mà mấy chị cần đi liền á thì, hoặc là đơn nhiều á thì em sẽ gọi em chốt trước, được đơn nào thì chốt, còn không thì vẫn là sáng mai ha. Sáng mai gọi chốt. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã hoa vàng đi các chị. Dạ em cảm ơn chế Mai Cao rất là nhiều. Bữa nay có lô ba bộ mới nè chế Mai Cao ơi. Hoa vàng size 4 cho chế Bo Vũ. 65kg cho em chiều cao đi chị Ngọc Kim.
65 cho em chiều cao đi chị mua giùm hay gì. Em thấy chị mua xanh đen 2 và xanh đen 4 nữa. Chị Ngọc Kim là mua giùm hai size chế ơi, hoa vàng size số 5 cho chế Cao Thiện Huyền. Em thấy chế bình luận hai lần là chế mua cho ai? Của chị Ngọc Kim để lại đi chế. Của chị Ngọc Kim hai bộ xanh xanh đen size số 2 với size số 4 á. Chế coi coi nằm ở đâu rồi. Cho chị cái hoa vàng nào kia nè. Đồ đi chùa số 2 còn không là đồ Bà Lai hả Út? Đồ Bà Lai 145 hay gì Út ơi? Lên giúp em mã này là mã hoa vàng với cái chị hoa vàng. 1m6 65kg thì mà size số 4 nha chị Ngọc Kim ơi. Nhưng mà em thấy chị chốt size 2 là chị bấm lộn hay là chị chốt cho ai ạ? Của ai? Giữ nguyên không? Của ai chứ? Cái bộ này coi có cái bộ này size 3 thì xả ra. Cái bộ hoa nhí á, size 3. Ừ. Hãy chị chốt hoa nhí size 3 hay dễ xả ra đổi lấy size 4. Lấy cho mình bộ xanh đen cân nặng 68kg m56 với bộ hoa nhí. Ok, chế Trần Dào hai bộ size số 5, bộ xanh đen với bộ hoa nhí size số 5. Bữa mới nhắc cái này nó tới. Đang tập trung nha. Mua giùm là chính là mua giùm mà hỏi kỹ giúp em nha chế ơi. Chế lấy cái uy tín của chế ra chế mua giùm đó. Có cái gì là em chỉ là em chỉ biết chị thôi chứ em không có biết cái người mua giùm đâu đó nha. Chị Trần Dào là 68kg. Xe 5 chứ, xe 5. Bà Lai 145.000 còn nha Út ơi. Út lấy bộ nào? Màu gì Út nhớ màu không? Hoa vàng size số 1 cho chế Thảo Lan. Xanh đen với hoa nhí. Xanh đen với hoa nhí size số 5 chị. Rồi em đang mặc là mã hoa vàng cái chị hoa vàng. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chị Ngọc Kim ok chưa? Vậy là chị Ngọc Kim là hai bộ đúng không? Chị một bộ size số 2 với một bộ size số 4 nha. Rồi lên giúp em mã hoa vàng nha cả nhà, hoa vàng. Bây giờ người ta mặc bà ba không à mấy chế ơi, em nói thật luôn á. Bây giờ đi đám đi tiệc đồ là khắp nhà. Xanh lý và cỏ úa size số 2. Rồi ok Út. Bộ Bà Lai đó chết. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí trắng nha cái chị. Chốt em mã nhí trắng. Cái lon nó bị lộn nữa. Để đâu giờ? Đẹp cái đấy. Chớ ừ. Hoa vàng size số 4 chốt cho chị Thanh Thúy. Rồi lên giúp em mã em đang mặc là mã nhí trắng à. Em gọi nó là nhí trắng nha, để cho cái chị dễ chốt nha mấy chế. Tại vì nó có đang xen giữa cái hoa nhí trắng và cái màu cam cam tí xíu nha. Nhưng mà em lên mã nhí trắng. Đây bộ này rất là đẹp luôn nè. Bộ này đẹp quá chứ không. Nó sọc nó đi xuống một xíu. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí trắng các chị. Mã nhí trắng. Từ từ mặc tới chị bơ bon. Cái phơ này tư mang cái tay đẹp. Vừa ôm ha. Không ai thì ok à. Mày đẹp mai phong. Lên giúp em mã này là mã nhí trắng nha cả nhà, nhí trắng kèm size giúp em đi cái chị ơi đẹp lắm. Hết rồi chị Linh Ngọc ơi, đổi đô hôm qua em like là không còn bộ nào hết á chị. Rồi lên giúp em mã này nha cả nhà, chốt em mã này là mã nhí trắng. Nhí trắng kèm size giúp em. Quá đẹp. Cái bộ này ở ngoài nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Bộ này ở ngoài là đẹp xuất sắc nha. 1m61 57kg mặc size 3. Chị Thảo Vy. M61 57kg chị gọn người không? Nếu mà chị gọn người, nhỏ người nha thì mình mặc size số 3 còn không. Ủa thì mình mặc size số 2 còn không thì lên size số 3 giùm em. Tại vì em 1m58 em nặng 50kg thì em cũng một dạng nhỏ người chứ không có to đó chị. Em đang mặc size số 1 đó. Còn thường là 55-56kg thì em chốt size số 2. Còn chị 57kg mà nếu mà chị gọn người luôn, gọi là cái từ mà gọn người thì là chốt size 2, còn không thì lên size 3 giùm em. Bộ áo dài bông đỏ size số mấy chứ Thiện Vũ ơi? Bông đỏ thì em còn nha, còn đỏ đô là em hết nha cả nhà. Hồng xanh nước biển là bộ gì vậy chị Linh Ngọc? Hồng xanh nước biển.
Rồi lên giúp giùm em. Em không có cái mã xanh biển nào hết á. Chứ hỏi em là mã gì vậy? Rồi bộ này lên giúp em là bộ nâu nha cả nhà. Chốt em mã nâu à. Chị ơi bây giờ em không có trả lời cái áo dài cho chị là em còn cái màu gì cho chị được nha. Chị muốn mua áo dài chị chịu khó chị canh ngay cái like em like rồi chị mua đi. Chứ giờ chị vô chị hỏi em như vậy em không có trả lời cho chị được đâu ạ. Lên giúp em mã này là mã nâu đi cả nhà. 59kg cao 1m58 thì mặc size số 3 nha chị Thiện Vũ. Còn không thì mình coi lại cái like, coi lại trong cái like đấy em like có cái bông gì chị hỏi em còn biết được em trả lời. Chứ tự nhiên bây giờ em lên em nói chị cũng đâu có biết cái bông đó là cái gì đâu. Ví dụ bên đó em nói ờ bây giờ em còn xanh dương, em còn xanh đen, chị đâu có biết xanh dương, xanh đen là nó ra làm sao. Nâu 3 em chốt cho chế Tuấn Nguyễn. Xanh đen 4, nâu 4. Chốt cho chế Verbon. Một mét 50 63 kg, gọn người thì lấy size số 4, còn không thì lên size số 5 giùm em như chế Trần Tố. Nâu 3 chốt cho chế Thiên Long Vũ, nâu 1 cho chế Hồng Hạnh. Em là 1m58, em nặng 50kg nha các chị, eo em là tầm khoảng 65 đó. Size số 1 thì eo tầm khoảng 70-72 trở lại. Rồi lên giúp em mã nâu đi cả nhà ơi, nâu, bộ nâu đẹp quá. Nâu size số 3 cho chế Nguyễn Phụng. Văn cho chị hai bộ nâu ra đó. Chốt em mã nâu nha các chị, bộ em mặc là bà ba ống rộng nha. Mùa này mặc ống rộng mát mấy chế ơi, mát mẻ, thoải mái. Lên giúp em mã nâu à, chốt em mã nâu. Xe số 4 là mã gì chị Trần Tố ơi? Chị lấy mã gì lên giúp giùm em, ví dụ lấy nâu 4 thì lên giúp em nâu 4. Chứ chị kêu em lấy cho chị size 4 là bộ em mặc, em nãy giờ em mặc 3-4 bộ lận, em không biết chị chốt bộ em mặc là bộ nào ha. Rồi, nâu 3 cho chế Hồng Loan, nâu 4 cho chế Huỳnh Phụng. Rồi lên giúp em mã nâu cho chị mã nâu. Nâu 3, nâu 4. Lên giúp em mã nâu, cái chị mã nâu. Rồi mã đỏ hả? Dạ ok Út, đơn của Út giữ lại như chứ 3-4 ngày sau Út liên chuyện này về thôi vậy. Mã đỏ cái chị ơi, gót là đẹp luôn, nâu 4 cho chế Hồng Hạnh. Nâu 5 cho chế Nhung Nguyễn. Chị Ngọc Kim ơi, chị Ngọc Kim mua giùm là mua kỹ giúp em nha. Mua giùm là hỏi khách kỹ giúp em, còn không là chị đưa cái sơ cái Facebook của em á cho cái chị đó chị lựa đi. Đừng có đổi tới đổi lui hoài nha, chế nó rất là lu bu nha. Rồi tới lúc mà em gửi tới rồi lại là không chịu mà mày không chịu màu kia nữa mất công nha chế. Màu 4 rồi. Chị nào mà chị mua giùm đó chị nói với kỹ với chị là mua là chắc chắn giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ giúp em đi cả nhà, chốt em mã đỏ. Em không có khuyến khích khách nhà em mua giùm mấy chị. Khách nào mà muốn mua thì cho thẳng cái Facebook đó rồi tự lên lựa bông nào mình thích thì mình lấy để gửi tới mất công. Thà người ta mua người ta có trách nhiệm, người ta sợ mang tiếng bơm hàng thì người ta còn cố người ta lấy, còn chị mua giùm là chị là người chịu trách nhiệm đó.
bự bự nó quăng. Rồi lên giúp em mã đỏ đi cả nhà, chớ em mã đỏ, cái bộ đỏ này quá đẹp luôn mấy chớ ơi. Bộ đỏ này đẹp, vừa đẹp mà vừa sang nữa. Đỏ này nó không có đỏ chói đâu nha cả nhà. Đỏ này không có đỏ chói đâu ạ, rất là đẹp luôn. Ngọc kim. Em sắp theo thứ tự đi rồi sẵn em kiếm luôn. Đây là chị Cúc cho. Ừ. Bộ xanh đen size số 4 đó chị, ngọc kim. Em sẵn em đó, em sắp theo thứ tự luôn đi rồi em kiếm luôn. Dễ. Nhiều khi em nói mấy chị không có tin, nếu thật sự là kinh nghiệm em bán nhiều năm rồi mấy chị mua giùm. Khó lắm nha. Đỏ năm cho chế này liên phạm. Cái màu đỏ quá đẹp luôn. Hồi kiếm đi chị ấy cho chị Cúc cho. Em kiếm đi. Em hồi mình chốt cho khách khác, tại xanh đen đốt nó cũng lượm hết. Đúng rồi. Không nha chị Anh Lan. Chị Nhung Nguyễn, phải chị Điệp ở Nguyễn Chí Thanh thì gửi đồ giùm em luôn được không? Dạ đúng rồi chị Nhung Nguyễn, chị Điệp là ở Nguyễn Chí Thanh đúng rồi đó. Phải chị Nhung bán thịt heo thôi, chị dạ, Điệp hỏi rồi. Vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ok chị Nhung nha. Rồi cái bộ da mà size số 4 của chị Bơ Bon đó, đổi lên cho chị size số 5 luôn đi chị. Rồi chị Bơ Bon đi, bây giờ như thế này đi, mấy chị muốn đổi cái gì thì bây giờ em cứ chốt như vậy giữ nguyên đi mấy chị. Rồi á, khi mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn á, mấy chị muốn đổi sang cái gì đó, cái chị cứ nói bạn nhà em đổi giùm em đi, đừng đổi ở trên line nữa. Đổi ở trên line một hơi nó bị rối lắm mấy chị, không có biết đường đổi nha. Rồi đơn gọi điện chốt đơn hết nha, không có đơn nào em đi luôn hết nha. Không có đơn nào em đi luôn hết á. Rồi chị Bơ Bon ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn đổi đi chị. Rồi lên giúp em mã đỏ đi cả nhà. Mã đỏ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sơn thủy cả nhà. Chốt em mã sơn thủy. Chị Nhung làm lông vũ với chị Điệp ngày xưa. Chị Điệp nhớ không? Nói em bấm số điện thoại ra cho chị. Ok chị Nhung Nguyễn nha. Để có gì em nhờ chị Điệp ra cho chị. Nhờ chị Điệp gửi cho. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã sơn thủy đi cả nhà, chốt em mã sơn thủy à. Rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Chốt em mã sơn thủy à, sơn thủy. Thì xả cái này ra nè, Ngọc. Xả cái gì cũng viên đi chị. Lấy rồi cho cái này nó. Đây cái bộ sơn thủy sang đẹp quá chừng luôn. Màu này nó như màu lam vậy đó mấy chị, nó giống như lam xanh vậy đó. Ở ngoài nó giống như lam xanh vậy đó, rất là đẹp ha. Lên giúp em mã sơn thủy. Cái vải này á chị, ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trên line nha cả nhà. Cái những cái họa tiết của cái chốt liệu vải này là nó sẽ đẹp hơn ở trên line nha. Ở trên line cái chị nhìn không có đẹp bằng ở ngoài đâu. 63kg cho em chiều cao đi chị Anh Lan ơi. Cao 1m55-56 trở lên thì mình vẫn mặc size số 4 bình thường hết chị. Hàng này là form bình thường, không có lên xuống gì hết. Còn nếu mà chị nào trên 60 tuổi hết ta, như mình thấy người của mình sổ thịt rồi đó mấy chị, thì có thể là lên size giùm em mặc cho nó chắc ăn. Tại nhiều khi bắp tay đồ này kia mình mặc nó không có vừa, nó ôm quá. Thường mấy chị mà lớn lớn tuổi ha, mấy cô lớn lớn tuổi thì mấy cô thích mặc thoải mái. Chị nào thích thoải mái thì có thể mình lên một size. Còn thích mặc ôm hay gì đó thì mình cứ chốt bình thường. Rồi lên giúp em mã đỏ đô. Đẹp quá. Cái vải này mặc đã thiệt chứ. Mặc vô cái cảm giác nó rũ á mấy chị, nó mướt mướt á. Rất là mát nha. Lên giúp em mã đỏ đô à.
Mã kia hồi nãy là mã đỏ không à nha các chị, còn cái này các chị chốt thì các chị lên giúp em là đỏ đô nha. Trời ơi cái bộ này lên nó đẹp á. Trong nó đỏ hơn ở ngoài ha, trong ngoài nó đẹp quá mấy chị ơi, cái bộ này ở ngoài nó đẹp lắm. Tiết lời chú mới chế là hai trái che ghi màu vàng. 54kg mình cao bao nhiêu vậy chị Phan Thị Mỹ Phượng ơi? Chị cho em thêm cái chiều cao và kèm theo số điện thoại giùm em luôn nha chị. Lên giúp em mã này là mã đỏ đô cả nhà ơi, đỏ đô. Không, em không có ống nhỏ chứ ơi. Bà ba mặc ống rộng nó mới đẹp. Bà ba mặc ống rộng đẹp hơn nha mấy chị. Em là một bà ba, một là em may ống đứng, hai là ống rộng ba, ở quên hai là ống suông, ba là ống rộng thôi, em không có may ống nhỏ. Rồi chốt em mã này mã đỏ đô cả nhà. Đỏ đô nha, lên kỹ giúp em, còn mã đỏ là mã khác nha mấy chị. Đỏ đô 3 cho chế Hồng Loan. 55kg cho em chiều cao đi chị Tường Vi ơi. Chị nào mà lên số ký thì lên luôn giúp em chiều cao nha cả nhà. Đỏ 3 là chị vào lê lấy mã đỏ hay là đỏ đô. Em đang mặc là đỏ đô chứ không phải là mã đỏ. Mã đỏ là mã khác nha. Chị Anh Lan thích ăn cay hả? Rồi, không khô gà các chị phải ăn cay cay đó mới ngon. Không cay là không ngon. Bữa nay là ớt ướp đúng khẩu vị rồi đúng không chị? Em nghĩ chắc là nhầm ớt, nhầm cái loại ớt đó chị. Em nghĩ là ớt có bữa cay nhiều, có bữa cay ít á. Có bữa cay nhiều, có đợt cay nhiều cay ít á. Tại vì thường cái nước sốt đó là em dặn lò là làm một loại một. Chị Tường Vi lên giúp giùm em cái chiều cao chị ơi, số điện thoại của chị em có rồi, 1m59 rồi, ok chế Phan Thị Mỹ Phượng là mặt size số 2. Đỏ đô size số 4 thì chế đơm đớm. Mã đỏ chị Hồng Hạnh cho em cân nặng chiều cao đi chị ơi. Em đang mặc là đỏ đô nha các chị, em nhắc lại lần nữa, em đang mặc là đỏ đô. Mã đỏ là mã này. Mã đỏ là mã này, màu nó tươi hơn, còn em đang mặc là đỏ đô. Các chị lên đúng cái từ khóa em đọc nha. Rồi mã đỏ của chị Hồng Hạnh thì lên giúp giùm em cái size luôn, có số điện. Chị đổi số điện thoại mới hả chị? Đổi số điện thoại mới thì lên giúp giùm em mã đỏ kèm theo cái size đi chị. Nè em bấm lên lấy số điện thoại đi. Chị vào lê lên lại giúp giùm em đi chị. Lên lại giúp giùm em cho nó tròn cái bình luận của mình đi ha. Đỏ đô size số mấy, lên lại giúp giùm em. Đỏ đô size số 2 cho chế Tường Vi. Rồi nãy chị lấy rồi đó. Rồi ok chế Tường Vi. Đỏ đô size 3 cho chế Phạm Trà. Đỏ đô size số 2 em chốt cho chị Phan Thị Mỹ Phượng. À vậy hả chế Anh Lan. Rồi ok chế Anh Lan, để có gì em nói với lò. Chắc Tết làm nhiều quá. Chắc Tết làm nhiều quá nên là thấy xiết đầu này kia nó không có canh đủ, không có canh đúng nữa. Chị Hồng Hạnh là size số 5, 1m6, 70kg size 5 nha chế đẹp. Rồi đỏ, mã đỏ size số 5. Vậy là chế Hồng Hạnh lấy mã đỏ size số 5 chứ không phải là đỏ đô đúng không chị ơi? Rồi đỏ 5 cho chế Hồng Hạnh. Đỏ đô size 4 cho cô Báo Ngô. Đỏ đô 1 cho chế Văn Chiến. Số 4 Sơn Thủy chốt cho chế Anh Lan. Đỏ đô xe số 3 cho chế Giàu Lê. Đỏ đô 4, đỏ đô 3 lên. Không, em bán nguyên bộ chị, không có bán áo lẻ. Áo lẻ nó là cái khác nha. Áo lẻ nó cũng chưa có cái bông này nữa. Bông này em mới lên bộ à. Bông này giả này mới về. Này là áo lẻ xuất sắc. Áo lẻ thì em hẹn các chị ở cái lô khác nha, cái lô khác. Dạ hết rồi chị Anh Lan ơi. Size số 1 là 50kg trở lại nha cả nhà. Size 1 là 50kg trở lại nha. Em là 1m58, em nặng 50kg đó. Size 1 là em tầm khoảng 70-72 trở lại là tối đa.
Đỏ đô có số 6, chị Nguyễn Dung, mẫu này em có size 6 nha chị, 75-76 kg trở lại mặt vừa. Chị Lê nói địa chỉ nha, bấm cái gì vậy? Đỏ đô. Chị vào Lê là đỏ đô. Ủa sao nó không có chứ? Ừ. Để em bấm lại. Đỏ đô size số 3 cho chị vào Lê. Nó bị mất. Bị hết giá. Liếm à. Liếm mất tiền của tôi. Rồi xanh ngọc, các chị đẹp nhà em ơi. Chớ em mã xanh ngọc. Bộ này cái chị chốt đi, bộ này đẹp lắm. Bộ này đẹp, mặt đẹp, mát mẻ. Cô vào Lê. Cô vào Lê hả? À. Lên đây là ai cũng là chị của em hết nha mấy chị. Không, 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 cô. Giống như cô Nguyễn Đức vậy đó. Lên kêu chị xong cô nói là kêu bằng cô nha. Trời ơi, nhìn cái hình cô còn trẻ. Trẻ khô à. Nhìn mặt cô trẻ. Rồi ôi đẹp không chứ? Quá người mã xanh ngọc giúp em với chị ơi, nó đẹp á. Nguyễn Dung hay đỏ đâu có sáng không kìa. Chế Nguyễn Dung có lấy đỏ đâu sáu không chế Nguyễn Dung ơi, lấy thì chế để hết đó. Size số 6 là mỗi một màu em, mỗi một họa tiết em có hai bộ thôi, lấy đi để hết đó, chế rất là đẹp. Bà ba, các chị đẹp nhà em mặc ống rộng nó sẽ đẹp nha các chị. Ống rộng hoặc ống suông á nha, nó sẽ rất là sang. Đợt này em may cái quần dài lắm nên mấy chị mà mặc, mà mấy chị mà 1m65 thì cứ tự tin chốt luôn giúp em đi, rất là đẹp luôn. Xanh ngọc size 2 cho chế Thi Nguyễn, xanh ngọc 3 cho chế Hồng Loan, xanh ngọc 4 cho chế Đơm Đớm, xanh ngọc 3 cho chế Tường Vi, xanh ngọc 2 em chốt cho chế Thi Thu Nguyễn Thị. Đỏ đô size số 6 cho chế Nguyễn Dung. Xanh ngọc xe số mấy chế Mai Tuyết ơi? Chế Mai Tuyết khỏi lên số điện thoại nữa, lên cái size cho em thôi. Chế xanh ngọc 4 chốt cho chế Khánh Hằng. Số điện thoại của chị em có rồi. Chị lên giúp em mã đồ kèm theo size thôi ạ. Size này là size bình thường, không lớn không nhỏ gì hết. Bình thường cái chị mặc bên em size nào thì chốt size đó. Rồi lên giúp giùm em mã xanh ngọc. Đúng rồi, các chị thích về tém là ống suông thì các chị tém ha. À, em thì em thích ống rộng như thế này nè. Mặt nhìn nó mới đẹp, nó mới thước tha. Đi cái ống nó vẫy 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 lên. Tên Ngọc xe số 1 cho chế Năm nhỏ. Tại vì chứ vẫy vẫy. Được rồi. Sơn Ngọc phải số 2 cho chế Mai Tiết. 140.000 một bộ nha chị ơi. Đồ bà ba màu em còn được có mấy bộ à chế Hà Trần ơi. Dạ em cảm ơn chế Nguyễn Mai ạ. Cảm ơn chế Nguyễn Mai. Hôm nào có mua đồ ủng hộ em nha. Chế hơi lâu rồi không thấy chế mua ủng hộ em nữa. Không, mang đôi dép cao lên chàng dép ơi, các chị mang đôi dép cao lên nha. Em nói thật luôn, chị nào mà thấp thấp người chứ dễ mua đồ lắm nha mấy chị. Mang đôi dép cao lên tí xíu nghe là dáng nó rất là đẹp. Còn mấy chị cao cao á là nhiều khi mấy chị mang dép cao lên nữa thì mấy chị cảm thấy mình cao quá nha, mình cao quá chứ thật ra là 1m các chị thấp thấp người chứ các chị rất là dễ mặc đồ nha. Đụng thấp thấp người mà tròn trẻ tí xíu nữa là mặc lên sang lắm đó chị. Mặc bà ba lên sang lắm đó. Nhấp té. Mình đi chậm chậm thôi chứ. Mình đi từ tốn thôi. Mình đi chậm chậm thôi rồi đâu có dấp. Ống này không có đến nỗi dấp đâu mấy chế. Bây giờ mấy chế đi đâu, mấy chế đi xe hơi không mà mấy chế bước lên xe cái mấy chế ngồi cái tới chỗ mấy chế xuống à. Cái đầu là mình đi dạo dạo mình chụp hình rồi cái. Đâu có đi đâu đâu mà sợ dốc đúng không? Lên với em mã này là mã da nha. Mẫu đồ mới càng ngày càng đẹp. Em cảm ơn chế Thi Nhàn Trần. Chế Nguyễn Phụng ơi, chế Nguyễn Phụng chốt xanh gì vậy? Xanh ngọc hay gì chế ơi? Xanh ngọc hay là xanh nào kèm size giúp em nha. Rồi lên giúp em mã này là mã da đi các chị, mã da.
chị chọn đi, chị Nguyễn Mai chị chọn sẽ dễ hơn em. Xanh ngọc size số 3 cho chế băng băng. Rồi lên giúp em mã này là mã da nè. Ấm này cái chị đi không bao giờ dắt đâu, em bảo đảm luôn á, không bao giờ dắt, yên tâm. Bộ em mặc là giá 140.000 cái chị, cùng một mẫu là nó cùng một giá hết. Lên giúp em mã da đi cái chị ơi. Nhà chị Thi Nhàn Trần bán điều hả? Xanh ngọc size số 3 cho chế Nguyễn Phụng. Ok chế Nguyễn Phụng. Rồi lên giúp giùm em mã này đi cả nhà. Chốt em mã này là mã da đi. Nó mới nhớ là cái hộp điều của mình bữa giờ. Điều nào em đỏ cho tủ lạnh đi. Điều tổng tết tới giờ đó. Trong cái hộp bánh. Đúng vậy. Một hũ khô gà cho chế Anh Lan. Ok chế Anh Lan. Khô gà chắc chiều nay em có luôn mới, có mẹ mới về. Ôi cái bộ màu da này đẹp quá nè cả nhà. Da đẹp và sang quá nè. Lên giúp em mã da đi cái chị, 140.000 một bộ. Điều bây giờ có giá lắm chứ ơi. Không mà em vẫn thích ngắm cái, thích hái cái chế điều quá chị. Nhìn nó đẹp mà nó thơm. Nó mốt nhẹ nhẹ đi chế rồi đi mua đồ. Bây giờ là mấy cái xưởng mấy này kia đâu người ta mua hạt điều về người ta làm ngũ cốc rồi đó mấy chị. Hạt điều bây giờ là giá cao, có giá. Lên giúp em mã này là mã da nha cả nhà. Ôi cái bộ này đẹp sao mấy chế không chốt vậy, ổn nha. Chốt em mã da cái chị, mã da nha. Cái này nó không phải màu trắng nha cái chị, nó hơi màu kem kem tí xíu á. Nó hơi màu kem kem tí xíu. Lên giúp em mã da. Chị chọn dễ hơn em á chị, tại vì em đâu có biết cái nước da của chị nó ngâm làm sao đâu. Nên là ví dụ như mấy chị thấy mà cái bộ nào mà nó phù hợp với mình, với lại mình thích, mình thích cái họa tiết đó thì mình chốt thôi ha. Rồi là chị lấy cái mã da này giờ là dễ mặc nè. Mã da này cũng dễ mặc nè chứ. Mà da này tuổi nào mình mặc cũng được, da trắng, da ngâm thôi gì mặc cũng ok. Rồi họa tiết cuối cùng nha các chị, nó là mã họa tiết luôn. Chốt em họa tiết luôn nha. Cái này tổng cộng là em có 11 bông hay sao á? Đúng, 11 bông. Xanh ngọc 3, đỏ đô 3, em chốt cho chế Lê Thí. Chị nhận áo rồi, đẹp xuất phát em, cảm ơn chế Molly. Hôm nay mua bà ba bộ không? Chế Molly ơi, hôm nay bà ba bộ đẹp nè. Cái này về cái chị áo á, cái chị thích mặc với quần đen hay quần màu gì đó thì cái chị khói vô vẫn ok nha mấy chị. Áo này mình tách ra mình mặc lẻ được nha. Lâu lâu mình thay đổi với mấy chị, lâu lâu mình mặc nguyên bộ, cái lâu lâu mình khói với quần lẻ mình mặc nha. Rất là ok. Rồi lên giúp em mã họa tiết. Chàng ơi cái bộ này nó đẹp. Chốt mạo muốn chết lại để cho em những cái thanh nữa đi trời. Để chốt mạo luôn. Chắc chị Hương đồn quá. Mới chị Hương đòi lên nhà không cho nè. Giờ đi đồn nè đúng không? Ừ. Đi chốt nợ mà còn biết ở cũng chết không. Ta nói đi cái nhà luôn. Ai chị đẹp à? Đẹp quá cả nhà ơi. Cái bộ này lên giúp em mã họa tiết nha. Bộ này là bộ bà ba nút thắt giúp em nha. Em là 1m58 nha các chị. Em nặng 50kg, em đang mặc size số 1 á. Em bị đứng mà chị. Mạng nó yếu quá chứ yếu. Mạng nó yếu quá nó cứ bị vậy hoài. Khổ quá. Anh đứng mà tắt đi. Anh phi quá. Vậy anh Facebook ơi, anh Internet ơi. Không Internet ơi. Anh làm rồi. Xanh ngọc. Bộ em mặc là mã họa tiết chứ. Mã họa tiết không phải xanh ngọc. Xanh ngọc là bộ này nha. Họa tiết 5 cho chế Thảo, Thảo Lan. Chế Nguyễn Thanh ơi, chế Nguyễn Thanh lấy bộ này đúng không? Em đang mặc họa tiết nha mấy chị. Em có đọc lộn xanh ngọc thì mấy chị chỉnh giùm em nha. Xanh ngọc là bộ này. Đây xanh ngọc 4 chốt cho chế Nguyễn Thanh.
em lên lại họa tiết cho các chị nha, em lên lại đầy đủ họa tiết cho các chị. Các chị nào vào sau thì các chị coi lại giúp em. Chị Nguyễn Thanh ơi, bộ này là chị Nguyễn Thanh phải chốt 3-4 bộ nha, nó đẹp lắm luôn á. Lâu lắm em mới có lô bà ba bông ống rộng như thế này đấy chị, hình như là mấy năm rồi em mới may đó. Lúc trước giờ là em may ống suông hoặc là em may ống đứng cho các chị thôi, còn ống rộng này là mấy năm rồi mới có. Bà Long Thái hôm qua gọi đâu có được không? Long Thái hôm qua chốt cái bộ áo dài mà nói gọi con Quy bơm hàng lên đặt đồ gọi chốt đơn cái tắt ngang luôn rồi. Hôm qua cái bộ đơn của chị Long Thái là hồi hôm qua là gọi chốt đơn á, là tắt ngang luôn rồi gọi lại không có được luôn nha chế. Đó đồ xe số 4 chốt cho chế Nguyễn Thanh, xanh ngọc với họa tiết xe số 3 cho chế Nina On. Ok chế Nina On. Rồi lên giúp em mã xanh ngọc nha. Mấy năm rồi em mới may cái bộ cái ống rộng đó mấy chị. Ống rộng mặt rất là đẹp nha, rất là sang luôn. Chị nào mà không thích ống rộng thì về vuốt thành cái ống suông giùm em cũng được, nhưng mà các chị để ống rộng đi, để ống rộng mặt cho nó đẹp. Em ơi, bộ bà lan ống rộng màu trơn cho chị một bộ màu lam và một bộ màu tím Huế hết trơn rồi chế Phước Nguyễn ơi. Cái mẫu đó em không có hai cái màu của chị yêu cầu rồi nha, hoặc là chị sẽ cho em cân nặng chị cho em còn có mấy bộ à. Chế muốn mua chứ chờ em tí xíu đi, em lên lại cái mẫu này xong cái họa tiết hết rồi em sẽ lên cho các chị cái bộ bà ba màu nha. Em sẽ lên cho các chị bộ bà ba màu. Bộ bà ba màu còn ít lắm. Rồi cái bộ bông nhí nè, hồi nãy chị nào chưa có xem được cái bộ bông nhí nè, chốt giúp em bộ bông nhí. Em đang mặc là họa tiết nha các chị. Một hũ khô gà chốt cho chế Phạm Trà. Chị Loan Thái, chị coi lại giùm em cái số điện thoại của chị nè, 0947448252 là đúng số của chị rồi, không có sai đúng không? Chị coi coi ngày hôm qua là bạn nào cầm máy của chị nha, trong nhà của mình á, chị coi coi bạn nào cầm máy. Chị xử đẹp cho em đi, bên em gọi mà tắt ngang không mà gọi lại không có được. Gọi chốt đơn không có được, chứ không phải là bên em không gọi chốt đơn nha. Em đã nhận đơn của chị ở trên live rồi là chắc chắn bên em sẽ có gọi. Bộ qua còn dự bị cho chị gì nữa đó, sao mà dự bị thôi cho chị đi. Chị gọi lại là cái lúc đó là mấy bạn nhà em đã về rồi, mấy bạn chốt đơn đã về hết rồi, không có ai bắt máy hết á. Họa tiết xe số 2 cho chế Mai Tiết, em bấm điêu chưa chắc? Chưa. Họa tiết 2 chốt cho chế Mai Tiết. Rồi bộ này lên giúp em bộ bông nhí đi cả nhà. Bộ bông nhí. Chốt em bộ bông nhí nha cả nhà ơi, bộ bông nhí. Mấy chị có mua hàng á, mấy chị để ý giùm em, mấy chị mấy đứa cháu, mấy đứa nhỏ trong nhà nó hay chơi game, nó lấy nó chơi game á, rồi tụi em gọi tới còn là tắt máy ngang không, tụi em gọi không có được. Đó là cái bộ của chị hôm qua là em cho dự bị cho chị khác nên chị không lấy, nên là em chốt qua cho chị kia luôn rồi là hết luôn rồi, nó không có còn. Lên giúp em bộ này là bộ bông nhí nha cả nhà, bông nhí. Diễm Ngon hôm qua dự bị cho chị Diễm Ngon. Đúng rồi, đúng rồi, là dự bị cho chị Diễm Ngon. Diễm Ngon bắt đầu bộ sao đấy. Ok, chứ Nguyễn Thu Thủy chọc gửi lại cho em đi chị, gửi lại cho em đổi size cho. Bông nhí size số 4 chốt cho chế Anh Lan. Ok chế Anh Lan. Lên giúp em mã này là mã bông nhí nha các chị ơi. Bông nhí đẹp lắm luôn. Chốt em bông nhí nha. Hoa vàng. Đây cái bộ hoa vàng rất là đẹp luôn. Hoa vàng mặc lên trắng lắm nha các chị. Chốt em mã hoa vàng. Cái này mà các chị mặc mà các chị chụp hình là bao đẹp. Chốt em mã hoa vàng các chị, hoa vàng. Một mét 50-46 kg mặc size 1 chế Phước Nguyễn ơi, size 1 nha. Bà chị là bà dáng của chị là bằng em với chị của em ở đây luôn đó, là mặc size 1 là ok nha chế. 1m50 nặng 50 kg là mặc size số 2 nha chị Nguyễn Mai ơi. Hoa vàng 4 em chốt cho chế Anh Lan, hoa vàng size số 2 cho chế Nguyễn Mai. Ok chế Mai Tuyết, em có lưu số điện cái địa chỉ của chế nè, đơn của chế đi luôn hay là sao chế? 74-76 đường 26. Ok em có lưu lại chế. Đơn của chế đi luôn đúng không? Rồi lên giúp dùm em mã này đi các chị. Mã hoa vàng rất là đẹp luôn. Hoa vàng
bà ba nút thắt quần ống rộng 140.000 một bộ. Hoa vàng size số 3 cho chế Nina On. Ok chế Nina On. Ok đơn của chị Mai tiếp nốt thì em là đi đơn luôn nha chế. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí trắng đi cả nhà. Hoa vàng 4 chốt cho chế Nguyễn Thanh. Ok chế Nguyễn Thanh. Cái bộ hoa trắng này rất đẹp nè các chị. Nó là sọc xuống nha nè. Cái lông của nó nè. Nó cũng là hoa nhí đó. Đây, lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng. Nhí trắng giúp em. Chốt em mã nhí trắng cả nhà. Thật mà về cái bông đẹp quá trời đẹp luôn mấy chế ơi. Hoa đẹp đẹp không. Chốt em mã nhí trắng nha. Nhí trắng. Mai mốt là em cứ bà ba, bà lai áo dài cho mấy chế. Mã nâu. Bộ này là siêu đẹp luôn rồi mấy chế. Bộ nâu này là quá đẹp luôn ha. Kêu mấy bé yêu khỏi gọi. Lên xe luôn. Ok chứ anh Lan. Lên chứ anh Lan đi đơn luôn chứ. Rồi để em đẹp lên xe. Ok chứ anh Lan. Anh Lan để em đẹp lên xe cho chị. Đây để em nói anh đẹp lên xe cho chế luôn. Chốt em mã này nha cái chị mã nâu. Nâu đẹp quá. Anh Lan là của em. Lấy thêm bộ này đi chứ anh Lan ơi. Bộ này đẹp lắm nè, mã nâu chứ có chưa, nâu ba cho chế Trinh Nguyên. Bộ nâu này rất đẹp. Bộ nâu này lên đẹp lắm. Chốt em mã nâu nha cái chị mã nâu. Mã nâu cái chị chốt đi, nâu em gần hết rồi đó. Nãy giờ mấy chế chốt nhiều. Nâu 4 cho chế anh Lan. Chốt em mã nâu đi cái chị mã nâu. Chị nào chưa có mã nâu chốt mã nâu đi cả nhà. Sơn Thủy, đây cái bộ này cũng đẹp đó nè. Bộ này á là cái chị nhìn ở ngoài cái màu của nó giống như cái màu lam vậy đó, lam xanh đó. Nâu 4 chốt cho chế Nguyễn Thị Thu Trang. Hết nâu 4. Hả? Còn bộ này không? Bộ rồi hết. Ok. Nâu 4 cho chế Thu Trang là em hết nâu 4 nè. Quần đen không cho chị hai cái, size số 1 còn chế Mai Tuyết. Rồi của chế Mai Tuyết thêm hai cái quần size số 1 nữa này chế Hương rồi. Cái đơn của chị Mai Tuyết là đi đơn luôn nha. Ai bấm hai quần luôn không? Có, em có bấm hai luôn. Sơn Thủy size số 1 cho chế Đông Trang. Lên giúp em mã Sơn Thủy. Cái Sơn Thủy này cái chị mặc lên nó do ở ngoài cái màu của nó giống như màu xanh lam vậy đó mấy chị. Chế nào mua mà để đi lễ đi chùa đồ nào thì lấy bộ này rất đẹp luôn. Bộ này là dành cho mọi lứa tuổi nha. Trẻ mặc cũng được mà trung niên lớn tuổi, các cô lớn tuổi sáu mấy 70 bảy mấy mặc vẫn được cái bộ màu sơn, cái mã Sơn Thủy này. Lên với em mã Sơn Thủy nha chị, mã Sơn Thủy. Cái bộ bông nhí này đẹp lắm chị Anh Lan ơi, đừng có tả nha. Cái bộ bông nhí này đẹp lắm. Rồi ok, đơn của chị Thiên Long Vũ đi đơn luôn. Ok chị. Dạ quần đen ống rộng là giá 70.000 chị ơi. Giờ em còn có một loại đó à. Quần đen ống rộng là giá 70. Là cái phân quần nó giống như phân quần em đang mặc vậy. Mà nó là màu đen. Sơn Thủy size số 2 cho chị Nguyễn Mai. Chị Phan Diệu lên giúp em cái size chứ Phan Diệu qua bông nhí với lại là nâu chứ lấy size mấy. À cái dây xuôi xuống là mã nhí trắng chứ. Cái dây xuôi xuống là mã nhí trắng. Nhí có mũi dữ ta. Cái bộ này mặc lên đẹp lắm nè. Bộ này mặc lên đẹp lắm đó chị. Nè cái hoa nhí chị nhìn nè, nó đi dây dây rất là đẹp luôn nha. Cái nền đó là nền xanh đen. Chị Nguyễn Dung lấy gì vậy chị Nguyễn Dung ơi? Nhí trắng size 4 cho chị Anh Lan. Quần đen ống rộng hai túi đúng rồi chị Nguyễn Mai. Quần đen ống rộng là hai túi hai bên. Size 3 chị Phan Diệu. Ok chế Phan Diệu một bộ bông nhí với một bộ nâu size số 3 cho chế Phan Diệu. Quần sau này em mang hai túi không mà chế. Cái quần này cũng là hai túi nè. Nhí 4 kìa. Nhí trắng là nó xài vừa nhận nó xài vừa. Mã đỏ. Bộ này là ta nói nhứt cái nách luôn nha mấy chế ơi, cái bộ đỏ này lên đẹp lắm. Giật cái nách chưa? Nhứt cái nách, giật. Chó em mã đỏ. Bộ này lên đẹp lắm mấy chị.
cái bông của nó giống như bông bầu công anh vậy đó. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ nha. Quần đen có size nha chị, từ size 1 tới size 6. Hoa vàng size số 1 em chốt cho chế Văn Chiến. Lên giúp em mã đỏ cả nhà ơi. Mã đỏ, đỏ 4 cho chế Anh Lan. Cái này cái chị mặc với quần màu đen, quần màu trắng nha. À, quần màu cam hay gì cũng rất là đẹp nè, cái quần màu cũng rất đẹp. Mặc nguyên bộ thì ok. Đỏ này không có đỏ tươi đâu nha cả nhà. Cái này nó vừa có bông nổi mà nó vừa có bông chìm đó nha. Các chị thấy cái hoa văn chìm của nó không? Nè, ở ngoài cái chị nhìn nó sẽ đẹp hơn ở trên live nhiều lắm đó. Không có cho nó đồ lại là nó lớn được. Chốt giúp em mã đỏ nha các chị. Em mới tì. Mấy bà chúc đơn ngay quá trời luôn. Chó đèn vậy đó chứ. Chó đèn này nào cũng rộn ràng, cũng đều hết. Hơi sạm sạm chứ. Chị Nguyễn Dung một quần đen size số 6 đi đơn luôn, khỏi gọi ok. Chị Nguyễn Dung ngay quá trời rồi bà lại. Cho chị hai quần size số 1 Nguyễn Dung hả? Chị Nguyễn Mai ok, chế Nguyễn Mai nè. Nguyễn Dung đi đơn luôn hả? Dạ chị Nguyễn Dung hồi nãy chỉ có một bộ gì size số 6 á chị. Giờ lấy thêm cho chị cái quần đen size số 6 nữa. Ok. Cho chế lên xe. Ai dám nói em mai cho mấy bả lên sóng luôn hả chị? Rồi để ngày mai em quay. Bây giờ em lo cho lên luôn rồi. Bữa nay thiếu hết một bạn rồi, ngày mai đầy đủ em cho lên sóng hả? Ngày mai là em sẽ lui về là em lấy đồ thôi, còn cho ba người cho lên sóng. Ồ, có sạc Facebook. Chéo em mã đỏ đi cả nhà, chéo em mã đỏ nha. Chị mã đỏ rất là đẹp luôn à. Em liều như vậy. Chéo em ở xanh đen à? Chéo em xanh đen nha cái chị, xanh đen. Chị Nguyễn Mai nó thêm một cái quần size số 2 hồi nãy chị Nguyễn Mai là chưa bấm bill đúng không? Chưa bấm đó rồi nè. Đó. Chị hai cái quần hai quần size 1 bây giờ chị nó thêm một cái quần size số 2 nữa. Bộ bà ba này là vải em gọi nó là vải thun lỗ á chị, vải nó có lỗ lỗ lỗ. Nha, nhìn nè, cái chị nhìn ở ngoài cái chị mới thấy. Nha. Mặt rất là mát luôn. Vải này em bị đứt hàng một thời gian rồi mới có lại. Đó. Giải này ở ngoài cái chị mua hình như cũng không có luôn á mấy chị. Mấy cái giải này hình như là mua ở ngoài cũng không có luôn đó. Khách nhà em mà đi sửa đồ là ví dụ mấy chị đi bóp vô hay là đi chỉnh sửa lại tí xíu đó là mấy cái giải này á là có nhiều thợ người ta không có biết luôn á. Lên với em mã này mã xanh đen nha. Không có nhí tím chị Thiên Nguyễn ơi, bây giờ đâu có cái nào nhí tím đâu. Lên với em mã này đi cái chị, mã xanh đen rất là đẹp luôn nè. Ôi, cái xanh đen cái hoa của nó đẹp lắm mấy chứ. Bông chìm ha, cái này ở ngoài nó là chìm. Ở trên live mấy chị sẽ thấy những cái bông này nó nổi lên thôi. Còn ở ngoài là cái chị thấy hoa văn của nó rất đẹp. Lên giúp em mã xanh đen nè. Chứ em xanh đen nha, cái chị xanh đen kèm size giúp em. Chứ anh Lan rồi, chứ anh Lan lấy luôn bộ này. Chứ anh Lan đẹp quá. Lâu lắm mới có một lô đó. Cái chị lâu lắm mới có lô ống rộng đẹp quá. Rồi mã da giúp em đi cả nhà. Chốt em mã da, các chị đẹp nhà em mã da. Chế Anh Lan. Ok, xanh đen size số 4 cho chế Anh Lan luôn. Xanh đen size số 3 cho chế Giàu lên. Xanh đen đúng rồi cái đó đó. Nói gì nữa. Nó mắc lên sáng đang định hình này. Giờ mới lên sóng rồi bây giờ đây nè. Ngày mai cho trái hương lên sóng. Bữa giờ trái hương chưa có xuất hiện. Bây giờ có một đứa mình tách ra mình cho đứa nào lên trước thì mình cho tấn nó. Mã da giúp em đi cả nhà. Bây giờ là tính từ nhỏ tới lớn nè. À, ai mà nhỏ con nhất thì lên trước. Chó em mã da cái chị phải lên chị làm mẫu. Ừ em là một mét 50 hả, 38 kg. Rồi nhục cái vụ 38 kg nguyên toàn cầu tôi biết hết rồi. Nhục cái vụ 38. Xanh đen size số 4 chốt cho chế Nguyễn Thanh. Còn cái đen nữa hả? Đen size số 4 rồi, còn bộ. Là hết không? Là hết. Bông màu cam hả? Không có bông màu cam. Chế đen băng ơi. Ở trong cái lô này em không có bông màu cam. Chế lên đúng cái mã số, dỗ quên cái mã đồ giúp em mới lấy cho chế được. Tại vì bông cam là nó 3-4 cái nền nó có bông cam lại. Vô tay em tính phục cũng hết nha. Thấy ghê.
Chị, chị bảo An Nguyễn tổ vũ kìa, lên là lên đi cho chị biết kìa. Lên giúp em mãi da đi cả nhà. Mãi da rất là đẹp nha các chị. Giúp em mãi da. Em xin chế ra mà. Giúp em mãi da. Rồi, cuối cùng là mã đỏ đô. Rồi, chế Hương, chế Hương đứng lên, chế Hương thảy cái màu đó xuống cho chị được giùm em đi chế Hương. Mãi da xe số 4 chốt cho chế Nguyễn lên. Rồi, đỏ đô cả nhà ơi. Bộ đỏ đô này là không thể bỏ qua nha các chị, đẹp lắm. Đỏ đô rất đẹp. Lên giúp em mã đỏ đô ạ. Đỏ đô lên nguyên bộ là xuất sắc nha cả nhà. Ok, đơn của chế Nguyễn Thanh là đi đơn luôn, khỏi rồi. Chớ em mã này nha cả nhà, chớ em mã này là mã đỏ đô ạ. Rồi em hết nha, em hết nha các chị. Đang mặc là mã họa tiết cả nhà mình ơi. Rồi em lên cho các chị bộ bà ba nút thắt màu ha, nó cũng là ống rộng luôn. Đơn của chị Nhiễm Lê một bộ gửi luôn. Nhiễm Lê mới đưa qua đó, mấy cái bộ mới đưa qua. Anh Lan. Đồ đẹp chứ anh Lan ơi. Đồ đẹp mà rẻ, mẫu nào cũng à, không chế đen băng ơi, chế chịu khó chế chọn trực tiếp ở trên live giùm em đi nha. Rồi cho em cân nặng chiều cao kèm số điện thoại. Chứ kêu em như vậy là đối với em là một cái công việc khó đó. Không mang đồ bữa nào có lên chị đỏ đô xe số 3 cho chế Trinh Nguyên đi đơn luôn. Đâu là cái bông dưới nhé. Ok chế Trinh Nguyên. Rồi em lên cho các chị bộ màu. Bộ màu em còn được có mấy bộ hả các chị? Màu này em bữa 145 hả chứ? Màu này bữa nay bán 140 luôn đi mấy chị, còn có mấy bộ hả? Màu còn có mấy bộ à, bán 140 luôn nha. Chất lai dông. Mango không có mẫu, mango chưa có về lô mới. Có cái lô hôm bữa em like cho mấy chị là giờ mango chỉ còn cái lô đính đá đó mấy chị. Quần dài cái lô đính đá đó. Xanh đen xe số 5 cho chế Thảo Lan. Đơn của chế Thảo Lan đi đơn luôn, khỏi rồi. Rồi bộ này là bộ bà ba màu nút thắt ống rộng ha. 145 hôm nay còn có mấy bộ mà em bán cho mấy chị 140 luôn. Bằng với cái bộ màu luôn, bộ bông luôn nha. Màu em đang mặc là cái chị lên giúp em màu đỏ rượu cái chị ơi. Màu này lên giúp em màu đỏ rượu nha. Rồi pha trời. Hãy cái đó xuống cho chế đẹp đi chứ không? Để còn hai cái nằm qua đây cái nào. Còn bốn mà lộn bên đây nó không, nó lộn nha. Không. Cái nằm không làm cái đẹp đó đi. Rồi chốt em màu này màu đỏ rượu nha các chị, bộ bà ba ống rộng nha. Bà ba ống rộng nút thắt luôn rất là đẹp. Bộ này em còn lẻ size mấy chế ơi. Hình như bộ này em không còn size 4 á. Bộ này em còn 1 2 3 5 6. Hình như size 4 là không còn bộ nào luôn. Lên giúp em màu đỏ rượu. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng da. Màu em đang mặc là màu đỏ rượu size số 3. Còn hay chứ. Này size 2 hả chứ? Size 2 còn nhiều, size 2 là còn nhiều nhất á. Size 3 cũng còn ít, size 4 là hết luôn. Còn rồi đỏ rượu size số 3 em chốt cho chế Kim Julie. Đỏ rượu size 3 cho chế Thi Nguyễn. Ủa bộ này hôm bữa là 150 hả? Vậy là bộ này 150 đúng rồi. Em còn nốt giá nè, chứ là nhớ 145. Thôi lỡ bán 140 rồi, bán 140 luôn đi mấy chị. Đúng rồi đó chị Hồng Hạnh, 150 đúng rồi đó, em nhớ 145 không ạ. Lỡ rồi 140 rồi mấy chị. Còn có mấy bộ rồi, nhưng mà size 4 em không còn bộ nào hết trơn nha. Size 4 hết trơn rồi. Chị nào mà thích cái mẫu này thì lấy lên size 5 giùm em luôn, size 4 thì lên size 5 luôn, về nhấn ben lại giùm em. Rồi lên giúp em màu hồng da đi cả nhà. Màu hồng da nha, màu hồng da đây, cái màu này rất đẹp nè. Bộ này đẹp xuất sắc luôn á các chị. Tại vì thường mà ống đứng là em cũng bán, em thường là quần này là mẫu này mà em may ống đứng là em bán cho mấy chị cũng 140, 145 gì rồi đó. Cái này là ống rộng là 150 là đúng rồi, chị Hồng Hạnh nói em mới nhớ. Rồi.
chị hấu rồi, tưởng đâu 145 xuống cho mấy chị còn 140 lên với em bộ hồng da nha các chị ơi, hồng da hết size 1 rồi chế ơi, hồng da em còn size 2 với size 3 chế tươi lê. Hồng da chế Mai Tuyết mặc size số mấy ta, chế Mai Tuyết mặc size mấy vậy chế? Size 2 rồi, hồng da size 2 cho chế Mai Tuyết là em hết hồng da. Em có tím này nè chế, tím này nó đậm hơn cái tím cà tí xíu, em gọi nó là tím nhạt, đỏ rượu size số 5 hình như hết rồi chế ơi. Size 5 em chỉ còn được xanh ngọc với xanh đen à. Hồng da size 2 hết luôn, đỏ rượu hết size của chế luôn chế Bạch Phượng. Cái này em còn được có mấy bộ à. Rồi màu này lên giúp em màu tím nhạt, cái màu tím này rất đẹp luôn. Hôm bữa em có lấy một bộ màu tím này, em để ở đâu ta? Một bộ màu tím này lấy để ở đâu? Chế chừa lại cho em bộ size số 2 đi chế. Em chừa cho cái em chừa cho chị khách hàng cho em. Cái điểm tím nhạt size số 3 cho chế Trinh Nguyễn là hết nha, là em hết hết size 3 chế Tiết Nha ơi, cái màu tím này em hết size 3 rồi, còn size 2 hai bộ. Cái màu tím này mặc lên là xuất sắc luôn á, cái quần này cái chị lấy cái chị phối với áo bà ba đi, áo bà ba thun lưới, áo bà ba von thun lưới đó, hoặc là áo bà ba bông đó, cái chị phối với cái này nè, trời ơi nó siêu đẹp luôn. Hôm bữa em phối cho cái chị là cái áo màu trắng ha, cái áo nền là áo von thun lưới mà màu trắng nó phối với cái tím này nè, quá trời đẹp. Tím này em còn hai bộ size số 2 55-56 kg trở lại mặc vừa. Lên cho em mã này là mã tím nhạt. Tím nhạt em còn hai bộ size 2 nha. Tím nhạt em còn hai bộ size 2, rút cho em bộ tím nút luôn đi chứ. Tím nút bán. Tím nút một. Mã tím nhạt size số 2 em chốt cho chị Hạnh Trần Ngọc. Chị Hạnh Trần Ngọc khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chứ. Chứ lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha. Lên giúp em màu tím ruốc. Màu tím ruốc này em còn được size 1, size 2 và size 3. Tím ruốc này em còn được size 1, size 2 và size 3. Chốt em màu tím ruốc. Tím nhạt, em gọi cái đó là tím nhạt nha. Chị Nguyễn Mai nó đậm hơn cái màu tím cà của mình tí xíu nha. Cho chế Nguyễn Mai là em hết luôn. Hết size 72 kg rồi, chứ lon sao ơi. Size 6 mình đâu còn bộ nào hết chứ không. Tím nhạt hết luôn chị Trần Thúy ơi. Rút 3 cho cô Báo Ngô. Tím nhạt size số 2 em hết. Đỏ đô em không có, em đang mặc là đỏ rượu chứ. Cái này chế lên giúp em đỏ rượu đi. Này là mã này không phải em không phải lên đỏ đô, nó là đỏ rượu à. Chốt em đỏ rượu đi chị. Tím nhạt em hết rồi, lên giúp em tím rút đi, cái màu tím rút này cũng đẹp nữa nè. 1m62 nặng 55 kg, ok chế Hạnh Trần Ngọc size 2 chuẩn hay chứ. Lên với em màu tím ruốc đó chị, để chút xíu em mặc cái màu tím ruốc này cho các chị xem ha. Tím ruốc em còn được size 1, size 2 và size 3. Màu đỏ tươi cả nhà ơi, đỏ thấm, cái này đỏ thấm chứ không phải đỏ tươi, đỏ thấm giúp em, tại cái màu của nó đỏ ớt mà nó chói hơn nha. Màu đỏ ớt, đỏ tươi nó sẽ chói hơn tí xíu. Còn cái màu này là màu đỏ thấm, có nghĩa là nó trầm hơn hai cái màu kia một tông. Và cái vải này rất là đẹp. Cái vải này đẹp nha mấy chị, nó nằm chung vô cái lô lai dông á. Nhưng mà cái vải của nó giống như cái cát cát tí xíu vậy đó nha, nó rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này là mã đỏ thấm. Đỏ thấm hiện tại em còn được size số 1, size số 2 và size số 3 cho các chị luôn ạ. Giúp em màu đỏ thấm. Chế nào đang kiếm cái áo màu đỏ nè thì chốt cái này luôn đi, cái quần về mặc với áo là ba lẻ à, áo bông á. Rồi cái áo thì mình tách ra mình mặc với quần trắng hoặc quần đen à, còn thích bữa nào mình thích nữa thì mình mặc nguyên bộ, có nghĩa là một bộ này các chị tách ra các chị phối được thành 3-4 bộ. Rồi mặc đi chế anh Lan ơi, năm nay hot bà ba đó chế, năm nay hot bà ba đó, khách nhà em chuyển qua mặc bà ba rất là nhiều. Đỏ thấm size số 2 em chốt cho chị chị Hạnh Trần Ngọc hồi nãy là size 2 đúng không ta? Đúng rồi. Ok. Đỏ thấm size số 2 cho chị Hạnh Trần Ngọc. Đỏ thấm size số 2 cho chế Nguyễn Mai. Đỏ rượu hiện tại là em còn được size 1, size 2 và size 3 luôn đó chế. Rượu em còn được 1, 2, 3 luôn đó chế, lấy size mấy? Dạ ok chế Hoa Lê. À, đơn của chế Hoa Lê tí xíu chế xuống chế tổng kết deal giùm em nha chế Hương. Cái đơn hồi sáng em nói chết á.
Màu đen không có chế, có màu xanh đen hả? Đỏ lụa xe số 1 cho chế tươi lê. Màu tím nhạt em hết rồi chế hoa lê. Cái bộ này hết trơn size của chế rồi. Em có bà ba bông ống rộng mới về chế hoa lê ơi. Bà ba bông ống rộng mới về bãi mới luôn. Bãi thun lỗ lỗ bữa nay em về bông mới. Đỏ thắm chế Kiều Anh ơi, chế Kiều Anh mặc size số mấy hả? Oxin mà mang rồ sáng bộ chiều than bộ. Chế anh Lan giá Oxin đâu nha chế. Chế là bà chủ lớn đó. Đỏ rượu xe số 1 hết trơn rồi chế Đào Hải Hòa ơi. Đỏ rượu còn có một bộ em mặc chốt cho chế Tư Lê là em hết rồi. Đỏ rượu hiện tại còn 2 với 3. Đỏ thắm xe 3 cho chế Kiều Anh Nguyễn. Chút xíu em lên lại nha chế Hoa Lê, chờ em tí xíu. Hết chị Nguyễn Liên ơi. Xe số 5 hiện tại em chỉ còn màu xanh đen với màu xanh ngọc là chế. Để em lên cái màu xanh đen cho mấy chế coi. Đỏ rượu hiện tại em còn 2 với 3 cả nhà ơi. Đỏ rượu hiện tại em còn 2 với 3. Đây màu xanh đen em còn được 1, 2, 5. Màu xanh đen em còn được xe 1, xe 2, xe 5. À, xe số 2 em có màu đen luôn. Cái đó màu đen đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Cái mẫu này em có màu đen luôn chị. Mà nó còn xe số 2 không à. Rồi, màu xanh đen giúp em nha. Xanh đen thì còn được 1, 2, 5. Xanh đen em còn được xe 1, xe 2 và xe 5. Cái gì đẹp. Cái vải của cái bộ xanh đen này nè mấy chị. Nó mịn như nhung vậy. Nó đẹp dữ lắm. Size 1 em còn một bộ xanh đen, size 2 còn được 2, ủa quên, cái này size 2 không phải size 1 rồi. Xanh đen còn 2 với 5 thôi cả nhà. Size 2 em còn được 3 bộ, size 5 em còn được 1 bộ. Xanh đen size số 5 cho chế Nguyễn Liên. Rồi còn được 3 bộ size 2, cái chị đẹp chốt giúp em nha. 5 còn. Còn 7 7. Chốt em mã xanh đen nha. Xanh đen xe số 5 hết chế Long Phạm ơi. Còn có một bộ một em chốt cho chế Nguyễn Liên là em hết rồi. Rồi xanh đen 52kg nha, 50-52kg đến 55-56kg cái chị đẹp nhà em mặc ok. Rồi xanh đen em còn được 3 bộ xe số 2 cái chị đẹp chốt em mã xanh đen. Còn 35 chốt em xanh đen đi cả nhà. Rồi xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được xe 3 với xe 5. Xe 3 còn 1 bộ, xe 5 còn được 2 bộ. Đây cái màu xanh ngọc rất là ngọt ngào luôn nè. Đẹp lắm đấy chứ. Xanh đen xe số 2 cho chị Mai tiếp. Xanh ngọc em còn được 3 với 5 cả nhà. Xanh ngọc em còn được 3 với 5. $140 chứ chị ơi. Chị Tươi Lê chụp hình gửi qua giúp giùm em đi chị. Chụp hình gửi qua Messenger giúp giùm em đi ha. Để có gì để em nói với mấy bạn, để mấy bạn biết mấy bạn nhận hàng. Với lại là hàng đổi cái chị cố gắng gửi sớm lại giúp giùm em nha. Em mới có size em đổi lại cho mấy chị. Em giải quyết cho cái chị là 5 ngày đến 7 ngày sau khi mà các chị nhận đơn hàng đó. Nên là các chị lưu ý giúp em là hàng đổi là đổi sớm lại giùm em. Chốt em xanh ngọc cả nhà ơi, xanh ngọc còn 3 với 5 nha. Rồi màu đen cả nhà. Màu đen thì em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi. Màu đen em còn duy nhất size số 2 thôi các chị. Màu đen em còn duy nhất size số 2. Chắc hôm nay có đó chị. Hôm nay hoặc ngày mai có khu gà đó. Hồi nãy lò mới gọi cho em mà em đang like em chưa nghe nữa nè. Tím đậm cả nhà ơi. Tím đậm em còn được size số 2 với size số 3. Ủa còn size 2 không à. Lên với em màu tím đậm đi các chị. Tím đậm. Nó đậm hơn cái màu tím Huế tí xíu đó các chị. Tím đậm em còn duy nhất size số 2 thôi cả nhà ơi. Rồi em hết nha các chị. Bà ba màu nút thắt là em chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Còn bao nhiêu màu đây thôi. Màu hồng da rất là đẹp. Size số 3 là em còn mấy màu này nè các chị. Size 3 là em còn được màu xanh ngọc ha.
màu tia, màu tím guốc, màu đỏ rượu, màu hồng da với màu đỏ thấm. Đây là size 3 nha cả nhà. Đây là size 3 đen 2 cho chén Nguyễn Mai. Không, em không có ống ôm, bà ba em không có ống ôm. Không, coi nữa là hết tiền mua thì gạo luôn. Em cảm ơn chế Mai tím. Chế ơi, mình ăn ngon mặt đẹp. Bây giờ là mình ăn ít thôi, ăn ít sống lâu. Mặt là phải đẹp nha chế. Đó, mình để vào. Đó, mình ăn ít thôi. Thường á là mấy cái thường là bây giờ người ta khuyến khích mình đó mấy chị ha, ăn là gì, ăn ít rồi ăn tới 3 giờ chiều, sau 3 giờ chiều là không ăn nữa, giờ là sống lâu gì đó. Ăn ngon mặt đẹp, mình ăn ít nhưng mà mình ăn ngon nha. Mặt thì chắc chắn phải đẹp rồi, nên là các chế cứ đầu tư giúp em đi ạ. À, ok, để con mặc màu tím rút cho mọi người xem. Lên với em màu xanh đen nha mấy chế, màu xanh đen. Cảm ơn chế Mai Tuyết nha chế. Không chế ơi, thun Mỹ không có lên nữa. Em ngán thun Mỹ rồi, chưa có lên thun Mỹ. Lâu lâu em hết ngán cho em lên cho mấy chế rồi, xong giờ em ngán lại rồi, giờ em lên tiếp. Để bớt ngán nữa. Nói chứ thun Mỹ em còn size 3 nhiều hả mấy chế ơi, 4 với 5 cũng còn ít lắm, với lại nó cũng còn ít mẫu á, hơi hổm nè. Nên là thun Mỹ chắc em chưa có lên lại đâu chị. Bây giờ là em sẽ tập trung vô cho cái chị là bà ba với lại là áo dài ha. Bà ba, bà lai, áo dài với đồ mango rồi đó. Mà mấy bộ đó nhiều, còn thun Mỹ tạm thời là chưa đâu ạ. Thun Mỹ chưa lên lại. Rồi em lấy cái bộ lô thun Mỹ đó về là em bán lỗ lại cho mấy chị rồi đó. Tính ra bán cái lô đó là lỗ chứ không có lời mấy chị. Bán về tổng cộng trước sau là 1.000 mấy bộ. Rồi bán cho mấy chế là bán lỗ đó. Rồi đây màu tím rút nè cô ơi. Ô, sao nó bị dính ở đây. Rồi màu tím rút rất là đẹp. Cô Báo Ngô ơi, cô Báo Ngô lấy đi. Chiều nay con đi đơn cho cô Báo Ngô luôn nha. Hay là cô Báo Ngô muốn để ngày mai đi. Nếu mà để chiều ngày mai đi thì chiều ngày mai con gửi. Con nói với bạn khỏi gọi cho cô. Có đơn thì cứ dồn rồi con gửi bill ạ. Rồi chốt giúp em bộ này đi các chị. Màu tím rút hiện tại em còn được size 1, size 2, size 3 cho các chị nha. Tím rút rất là sang luôn, cái màu này rất sang, rất đẹp. Tím rút xe số 1 chốt cho trái Phước Nguyễn. Chốt em màu tím rút đi cái chị, quá trời sang. Nhưng mà bà ba lên ống rộng rất đẹp. Còn chị Nguyễn Anh nào? Còn tím đậm cả nhà ơi, tím đậm nè. Rõ ra mặt hết màu luôn cho mấy chị chọn. Còn mấy màu à? Tím đậm hiện tại là em còn size số 2 không à? Tím đậm em chỉ còn size số 2 thôi các chị. Bộ chị ấy bộ tím đậm người ta, bà chỉ dặn em màu tím quế mà hết tím quế này. Tại em không biết là chị thích cái màu sáng hay là chị thích cái màu nó xấu thôi, nó đậm hơn. Em thấy cái màu kia nó tươi, nó đẹp. Đơn của chị Phước Nguyễn là khách mới hay khách cũ ta? Nếu mà chị là khách cũ thì em sẽ đi đơn luôn cho chị. Còn nếu mới mua bên em lần đầu tiên thì cho mấy bạn nhà em gọi xác nhận đơn cho chế nha. Chị Phước Nguyễn ơi, chị là khách mới, chị chịu khó, chị thông cảm giúp em là đơn hàng của chị á, là bên em sẽ gọi điện chốt đơn nha chị. Tại khách mới á. Đầu sổ khổ.
Bộ em đang mặc có màu đen nhưng mà nó còn size số 2 không à chị? 55, 56 kg trở lại. Ok, tím gút size số 3. Cho chế băng băng đi đơn luôn, khỏi gọi lại. Lột hết tím gút 3. Chế băng băng là 2 bộ hay là 1 bộ ta hồi nãy chế? Ủa? Để em coi coi chế băng băng hồi nãy là bộ xanh ngọc. Vậy là cô Báo Ngô ngày mai, cô Báo Ngô để ý điện thoại giúp con nha. Đơn của cô Báo Ngô ngày mai mới gọi, bữa nay chưa gọi. Lấy màu đỏ rượu đi cô. Con còn đựng bộ đỏ rượu kìa. Vậy là của chị băng băng là 2 bộ nha, chế 1 bộ bông với 1 bộ màu hay sao? Ờ, đúng rồi, bộ bông xanh ngọc 3, còn bộ màu là bộ tiếng hút. Tím đậm size số 2 em chốt cho chế sen trắng. Hello chế sen trắng. Ok chế băng băng của chế 2 bộ đúng rồi đó, 1 bộ bông với 1 bộ màu. Bữa nay mua đi chế sen trắng ơi. Bữa nay còn có mấy bộ à. Em bán bằng giá với bộ bà ba bông em mới về luôn, 140.000. Bộ này em bữa 150 á, em nhớ 145 mấy ngày em bán cho mấy chị luôn. 140 màu tím đậm hiện tại em còn được size số 2 nha cả nhà. Chỗ em màu này là màu đỏ thấm. Đỏ thấm em còn được size 2 với size 3. Đỏ thấm em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chỗ em màu đỏ thấm. Nhân bây giờ cái bác ta nhốt cho cái xô dưới một cái dê chẳng bây giờ. Bây giờ mới cho mấy cái chê hay cái gô. Cái chê cùng cái chê nó có ngạnh. Cái rô nó có nguyên một hàng luôn. Không chơi con nào hết. Không có chơi. Thì phải biết làm sao chứ. Không có biết. Thôi ơi, cái màu đỏ thấm nó đẹp nè. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đỏ thấm em còn được size 2 với size 3 cả nhà. Đỏ thấm em còn size 2 với size 3 ha, 140.000 một bộ. Lên giúp em màu đỏ thấm. Em mặc size 2 cũng vừa luôn á chứ. Chế nào size 1 qua lấy luôn cũng được. Tại vì cái áo thường em cắt cho mấy chế là nó có cái đường cong sẵn rồi. Màu đen em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi nha cả nhà, màu đen. Rồi xanh ngọc em còn được size 3 với lại là size số 5 hoặc xanh ngọc à. Đơn của chế đẹp nào mà hôm nay đi đơn luôn á là chiều em gửi luôn nha cả nhà. Còn đơn gọi á thì ví dụ như em gọi kịp cái nào thì em sẽ gọi cho các chị, còn không thì ngày mai nha. Nhưng mà các chị cũng để ý điện thoại giúp em nhé. Hôm nay ngày mai em sẽ gọi là gọi tiếp cho mấy chế. Tại hôm nay nhân sự em bị thiếu tí xíu nên là chưa có chốt đơn kịp. Dưới lên trễ mấy chị. Nhớ để ý điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Đồ đẹp lắm nha, đừng có bỏ qua. Màu xanh ngọc cả nhà ơi. Xanh ngọc em còn được size số 3 với size số 5. Xanh ngọc em còn được size 3 với size 5. Các chị đẹp chốt em mã xanh ngọc. Đẹp quá đẹp luôn. Chốt em xanh ngọc nha. Xanh ngọc còn 3 với 5. Rồi ốp like nha mấy chế ơi. Em tạm ốp cái like này nha. 30 phút sau em lên cho các chị một cái like mới. Tạm ốp cái like này nha cả nhà.
68kg mà phê 5 chị Bạch Phượng ơi. Phê 5 em chỉ còn duy nhất màu xanh ngọc cho chị nè. Màu này nè chế 140.000 một bộ, 150 em sale xuống cho mấy chế còn 140 đi. Chắc lai dông quần ống rộng nha. Phê 5 chỉ còn duy nhất một màu xanh ngọc thôi. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha các chị. Hẹn 20-30 phút sau mình gặp lại ha. Rồi em chào tất cả các chị.